Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. SUV chạy điện phạm vi hoạt động 380 km mỗi lần sạc, giá rẻ bất ngờ. Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Neta vừa giới thiệu SUV chạy điện Neta V tại Malaysia với mức giá 99.800 ringgit, tương đương 499,27 triệu đồng. Tại Malaysia, Neta V 2023 có 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Sakura Pink, White Storm, Sky Blue, Cyan và Midnight Grey. SUV hạng B này có giá 99.800 ringgit, tương đương 499,27 triệu đồng. Kích thước của Neta V 2023 lần lượt là 4070x1690x1540mm, chiều dài cơ sở 2420mm, bộ la giang hợp kim đa chấu với đường kính 16 inch. Neta V 2023 được trang bị pin lithium 38,54 kWh. Nếu dùng sạc AC tại nhà với công suất 6,6 kW, sẽ mất 8 tiếng để sạc đầy. Khi sạc nhanh bằng điện diện trần 100 kW, nó chỉ cần 30 phút để sạc từ 30 đến 80%. Mỗi khi sạc đầy, nó có thể di chuyển được quãng đường tối đa 380 km theo tiêu chuẩn NEDC. Động cơ điện của Neta V 2023 được bố trí phía trước cho công suất tối đa 95 PS, 94 mã lực hoặc 70 kW và mô men xoắn cực đại 150 nm. Thời gian tăng tốc không đến 50 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa 120 km/h. Hệ dẫn động cầu trước. Những trang bị tiêu chuẩn trên Neta V 2023 gồm đèn pha halogen projector tự động, đèn chạy ban ngày LED, đèn hậu LED, đèn nổ không cần chìa khóa, ghế bọc giả da, bằng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, điều hòa tự động với bộ lọc không khí HEPA N95, phanh tay điện tử và camera lùi. Hệ thống thông tin dài là màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, kết nối với smartphone, dàn âm thanh 6 loa. SUV đô thị này có một cổng USB chuyên dụng ở dưới gương chống hậu để cấp nguồn cho camera hành trình. Về mặt an toàn, Neta V chỉ đi kèm với hai túi khí và một loạt các hệ thống an toàn thụ động thông thường như ABS, EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo và escape. Cùng với đó là các tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, màn hình áp suất lốp và kiểm soát hành trình thụ động. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.